xin chào quý khán giả của kênh Góc Bếp Miền Tây và Ô Bếp Vlog. Thì hôm nay mình sẽ quay ngay buổi sáng sớm, tối này ở quê mình á, mưa gió khủng hoảng luôn quý khán giả. Nè, ngồi giờ nó tróc cái cây dương. Đây, nó tróc cỡ dày nè. Hả? Còn cái gì không? Đây nè. Ôi ôi. Hên ha. Là nó tóc ở bên đây ha. Đó là cậu Sáu và Điền. Sẽ tỉa nhánh. Đây. Đó. Cái cưa mới làm có phân nữa mà đã mòn rồi. Đây là thợ chánh. Đó, ai cũng nói là nó ngã bên đây, nó ngã vào cái nhà mới là rồi xong. Rồi bán chưa cậu Sáu? Mới có con cây hả? Chà. Ủa nó gãi nè. Chạy đi ra ngoài đi. Ôi ôi. Gãi ngang luôn. Ồ nó tét mà. Ôi. Nó tét cỡ dày rồi quý khán giả. Còn cái gì nữa không? Từ nó tải mà nó không bạc. Máy chuẩn bị cho giật kìa. Đây, thợ chấm lên giật. Nè. Đó. Đó, bây giờ là lên. Nè. Gió mà không có cái nào. Mình tưởng có rễ nhiều á, e về nó không có rễ. Cái này đội quân của chúng tôi sẽ vô dọn. Một, hai, ba. Dưới mắt rảnh rồi. Đó. Gàng con dục xuống kìa. Này là của trường mấy mùa hồi xanh xuống trồng năm 2001. Đó. Mà giờ nay được 20 mấy 21 năm. Đó, nó bị mẹ thiên nhiên. Một đêm mẹ thiên nhiên đã mưa gió tróc gốc. Ghê quá. Đó, bạn đi được dục. Bạn đi muốn dục cơm hết xuống dục xuống hết mấy cái đá này kia sập tới mấy cái lam á. Cho được cái mấy cái cây nhỏ thôi nha, còn cây bự là để lại. Trả thân lại, mình chỉ cưa cái cây thôi, mấy cái nhánh ngoài thôi. Sao mà nó lên vậy hết trời. Ai cũng la trời. Hồi tối Dung có nghe mưa bão gió không? Gió mà nó luồn mới ghê chết rồi. Thì cầm cái vụ bay theo. Cầm cái vụ bay theo. Ai kêu cái quần mặc chi rồi mày ngồi kéo hoài. Kéo quần anh không báo tôi kéo quần. Nè đưa con dây kẽm nè, cột cái quần lại. Hiếu lại cái quần coi. Trời đất ơi, cứ lên cắt khúc cái đầu tuột cái quần. Kéo lên. Khúc này bự quá. Hồi nãy giờ té không à. Nó chịu rồi, bây giờ khúc mày cắt khúc cây nó cụm xuống nè.
Thôi mày kiếm cái gì cơi cái thân nó lên mày. Cây chạy. À cắt chừa ra một mét lên cho nó chổi với cây lên. Chừa mấy cái. Nó mặc quần nè, có quần ngược luôn nè. Nó mặc quần ngược cái má đi. Cắt mấy cây. Sáng là vô đây chơi tới 9, 10 giờ nó mới về. À thì ra là có trò chơi của nó đây nè, quẻm đây nè, ẻm với gấu. Đó, giờ còn cái cây nè. Giờ là người ta cho luôn cái cây rồi quý nha. Mới đầu thì cho củi thôi. À, cho mấy cái nhánh. Rồi giờ thấy mấy anh em làm nhiệt tình quá không? Nên cho luôn cái thân cây. Vua khỉ đang ngồi trên đó. Giờ xẻ cái gốc mua không nổi luôn quý vị ơi. Ghế này ghế chùm. Trời ơi đinh đấy quên sắt nè quý vị, đa máy đang cưa vô đứng máy. À, giờ đem cái máy khác lên nữa. Quéo lưỡi rồi. Dưới trường học ở dưới cưa nhanh dữ ha. Tại nó ngã nó nằm sát đất. À, dễ cưa ha. Xanh bự lắm, cho nên chở hai xe lôi mới chở hai xe lôi về đó. Để củi vậy mông bò đó. Quá trời xanh. Chở về mà quên. Cái đường mới đổ ngang qua. Đó, giờ quá trời nữa. Đó, giờ kêu thợ mới lên nữa. Ta nói như đây là có ba cái cưa. Dìm lên đi ơi. Đây, đó, ông chủ lên, ông cưa. Ngon lành cành đào. Còn nay nãy tàn, đưa cái máy nhỏ, nghiệp dư không? Công nhận cái máy của ông cậu Sáu biết chừng nào cứ xong. Trời ơi. Đó giờ tới bận tấn tỉa. Đây là tới công đoạn máy cài kéo. Wow, ghê chưa, ghê chưa. Đó, tiện lợi không? À, nó tới đó nó kéo lên luôn à. Đó. Ghê chưa? Ê. Rồi. Dừng. Đó. Ý. Lên luôn, lên luôn. Wow. Đi dừng. Ông Tấn giống chuyên nghiệp quá ha. Trời, chuyên nghiệp hả? Quen rồi mà. Dưới bên đây rồi bạn ơi. Ghê không? Thấy ghê không? Ghê quá, sợ quá, sợ quá. Lộn tay qua tới rồi cũng phải đặt màu với mẹ nữa. Ông nội tự chà bá lộn êm cái đường nào hết. Rồi. Ồ. Lấy ra mà lấy luôn cái sắt. Ờ. Ờ.
Ủa ngon lành quá hen, thông minh quá trời luôn á. Chứ mình sao mà làm nổi. Nhà tóc Phượng có bị ướt không? Có. Rồi có bị gì không? Thì nó vô nước vô trong nhà thôi chứ. À vậy hả? Hồi tối nay ai cũng mấy ở nhà em thì chèn nhẹp. Trời ơi, cái công nhận cái cân khủng khiếp. Hồi trời nghe tao tao đánh mấy phát, đánh chuyện sao? Chị nghe nó rầm 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 xong rồi chị thấy. Ôi ôi chị nó xem chị thấy chết. Ôi ôi nó có quắc quắc lại không? Nó quắc quắc lại mọi không chết. Y như bão hồi đó không? Mà, số 10 á, mà tháng 10 á năm trước. Ừ, mà nay là ban đêm không mới ghê á. Ừ. À, đây là cái lồng trời nhà chợ. Một cơn bão tối màu mưa. Mưa tối vậy nè. Đó. Sao chị tối mưa ở nhà chị có bị gì không? Không. Không có gì. Dạ. Trời ơi, coi nè. Hồi tối trời 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 chớp với gió quá giông mà. Ừ. Ủa nữa hả? Ừ. Trời ơi, tôi đi cho khảo sát quý khán giả. Nhà bạn sao bạn? Rồi có vô báo ở bên gửi ban chưa? Ủa có máy gì? Rồi đâu mà tôi bay đâu hết rồi? Gom đi hết rồi. Trời ơi. Tống lỏng vậy là bụt vậy dù đi hả? Vui quá ha. Vui quá ha. Vui không? Vui. Trời ơi, còn kiếp luôn, chưa từng thấy luôn á. Ủa, hồi tối thấy bão không? Thấy được không? Ra mặt. Đứng nó gộn, thấy nó gộn luôn. Rồi sao? Đi vô hả? Vậy chứ giờ nó gộn đứng nó làm gì đó. Hay chồng đứng cái cửa gì chồng nó gộn chơi vậy? Vô nhà có camera sao không coi đi. Rồi ra coi chứng chi ta ngồi camera người ta coi. Hả? Hồi tối nó chớp cái ghê luôn không? Ngã cây quá trời luôn, nãy giờ người ta đi cưa quá trời luôn. Cây dương trong quý ban gãy luôn. Cũng mới gãy cây thì mấy tụi mấy nhóm tụi em mới xuống dưới cưa đó. À, xin chào quý khán giả của kênh Cái Bếp Miền Tây. À, thì hôm nay quý khán giả rồi trải nghiệm của mình để xem hồi tối giông và mưa quý khán giả, mà nhà cây cối ngoài đường thì nó ngã, thì mấy anh em trong cái đội đi cưa cây thì được cho thông thoáng cái đường đó, rồi những cái chỗ mà cây ngã thì mấy anh em sẽ đến cưa cây. Chân thành cảm ơn mấy anh em đã nhiệt tình để dọn dẹp cái môi trường đó để cho bà con có lô tho lo có đường giao thông để đi, và những cái nhà mà tối mà lóc á thì bà con sẽ khắc phục đó. Thì cái chợ thì nhà đồng của mình thì nó bị tróc máy luôn quý khán giả, nó tróc máy một nghi xả sạc bên đây luôn. Hồi sớm mình có quay cho quý khán giả coi thì có nhiều người ta nói là sợ hết hồn hả, gió nó quật qua nó quật lại rất là mà hên là nó được bão ban đêm nên bà con ở trong nhà hết, không có đi ra ngoài đường. Nếu mà ban ngày nó ra ngoài đường gió giông vậy nè thì cũng rất là ảnh hưởng đó quý khán giả. Thì mẹ thiên nhiên mà nên đâu có biết được như thế nào. Thì mình đã quay cho cô là cái bão hồi tối á, hồi sáng còn nhà cái chầu của mình thì nó nghiêng qua bên rồi. Chứ không có gì. Mình sẽ hẹn quý khán giả vào clip sau nha.